Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điểu may của chị Tiền ở quận Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây may phôi ha. Nhiều dáng thế nè. Giá thì rất mềm, chỉ vài trăm thôi. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền ha. Phối đế luôn quý vị. Rồi, chào chị. Dạ anh, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có về lô may phôi giảo hạt Thủ Đức muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0382819990. Cũng là số Zalo của em. Dạ. Hình phí ship là bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em vô mã số 1. Rồi số 1 cái này quái ha. Mặt lượng quái nè. Cao 23. Hoành 19. Siêu quái nha cô chú anh chị. Đây, quá đẹp luôn. Mã số 1 em giao lưu 800 ngàn. Rồi 800. Mã số 2. Cây số 2. Văn bài. Cao 16. Hoành 22. Đế thì quá đẹp cô chú anh chị. Mã số 2 em giao lưu 450. 450. Mã số 3. Cây số 3. Cao 66. Hoành 23. Đây, khối đây đặt khối luôn. Khối luôn. Quá đẹp. Quá đẹp của chú anh chị, khối đấy luôn. Mã số 3 em giao lưu 650. Rồi, 650. Mã số 4. Cái số 4. Cao 28. Hoành 11. Đây cũng quá nhiều chứ anh chị. Mã số 4 giao lưu 250. 250. Mã số 5. Số 5. Cao 30. Hoành 12. Đấy lạ quái nhiều chứ anh chị. Mã số 5 em giao lưu 200 ngàn. 200. Mã số 6. Cao 37. Hoành 14. Đấy quá đẹp luôn chị. Mã số 6 em giao lưu 300 ngàn. 300. Mã số 7. Số 7. Cao 23. Hoành 17. Mã số 7 em giao lưu 300 ngàn. 300. Mã số 8. Cao 26. Hoành 19. Đấy quá đẹp của chú anh chị. Thôi đế luôn. Mã số 8 em giao lưu 400 ngàn. 400. Mã số 9. Cao 17. Hoành 14. Đấy quá đẹp của chú anh chị. Mã số 9 em giao lưu 200 ngàn. 200. Mã số 10. Cao 27. Hoành 13. Đấy quá đẹp của chú anh chị. Mã số 10 em giao lưu 200 ngàn. Rồi 200 thôi. Mã 11. Cao 33. Hoành 16. Đấy quái rồi cô chú anh chị. Mã 11 cũng giao lưu 250. 250. Mã 12. Cao 42. Hoành 14.
Mã 12 em giao lưu 250. 250. Mã 13. Cao 49. Hoành 13. Thấy quá đẹp của chú anh chị. Mã 13 em giao lưu 220. 220. Mã 14 một cặp luôn cô chú anh chị. Okay. Cao 39. Hoành 13. Cao 16. Hoành 10. Một cặp quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, mã 14 em giao lưu 250. 250. Mã 15. 15. Cao 27. Hoành 14. Đế quái của chú anh chị. Mã 15 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 16. Cao 29. Hoành 19. Đế quá đẹp của chú anh chị. Khối đế luôn. Mã 16 giao lưu 600 ngàn. 600. Mã 17. Cao 39. Hoành 11. Đế quái ngồi chú anh chị. Có hình con thú luôn. Mã 17 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 18. Cao 56. Hoành 19. Đế quái của chú anh chị. Mã 18 em giao lưu 400 ngàn. 400. Mã 19. Cao 24. Hoành 13. Đế quá đẹp của chú anh chị. Mã 19 em giao lưu 180 ngàn. 180. Mã 20. 20. Cao 31. Hoành 18. Ủa đấy quái của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Mã 20 giao lưu 300 ngàn. Rồi 300. Mã 21. Cao 35. Hoành 14. Đế quái ngồi chú anh chị xấy xấy luôn. Mã 21 em giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 22. Cao 28. Hoành 19. Đế quá đẹp luôn chú anh chị. Mã 22 em giao lưu 400 ngàn. Rồi 400. Mã 23. 23. Cao 33. Hoành 18. Đế quái của chú anh chị có cái đít nhỏ rồi. Mã 23 em giao lưu 450. 450. Mã 24. Cao 17. Hoành 12. Đấy quái của chú anh chị.
Dặn 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 luôn. Mã 24 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 25. Cao 15. Hoành 14. Đây quá đẹp của chú anh chị. Mã 15 em giao 25 em giao lưu 150. Thôi, 150. Mã 26. Cao 28. Hoành 14. Đây quá đẹp của chú anh chị ơi. Mã 26 giao lưu 250. Rồi, giá mềm luôn. Mã 27. Cao 30. Hoành 15. Đấy, quá đẹp của chú anh chị. Mã 27 giao lưu 250. 250. Mã 28. Cao 19. Hoành 15. Đấy, quái của chú anh chị. Mã 28 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 29. Cao 42. Hoành 11. Đế quái ngựa chú anh chị. Mã 29 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 30. Cao 56. Hoành 20. Khối đế luôn của chú anh chị. Đế quá đẹp luôn. Rồi mã 30 em giao lưu 700 ngàn. Rồi 700. Rồi kính mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ cho em ạ. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.